ngày tốt tháng 10 năm 2020 Canh Tý. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Như quý vị đã biết, việc chọn ngày là điều hết sức quan trọng trong bất cứ công việc gì. Để lựa chọn được ngày tốt không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Lựa chọn được một ngày tốt lành thì mọi việc sẽ được hành thông, may mắn. Nếu không may làm vào ngày xấu, phạm vào những cấm kỵ trọng đại trong việc chọn ngày thì sẽ bị thần linh của trách, tai họa liên miên giáng xuống, tiền mất tật mang, thậm chí còn tuyệt mạng. Chính vì sự trọng đại của việc chọn ngày đó mà ngày xưa tiền ông Hứa Chân Quân đã cho ra đời bí kíp chọn ngày tốt xấu để dụ việc qua tác phẩm Đồng Công Trạch Nhật Cát Hung Dụ Sự. Và ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ kết hợp giữa tài liệu của Đồng Công Trạch Nhật Cát Hung Dụ Sự và Ngọc Hạc Thông Thư của Hứa Chân Quân để lựa chọn cho quý vị và các bạn những ngày tốt lành trong tháng 10 âm lịch năm 2020 Canh Tý. Kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những ngày tốt nhất để quý vị và các bạn sử dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải đi xem bất cứ thầy nào. Đồng Công và Thông Thư là hai tác phẩm chọn ngày đầu tiên và được hầu hết các thầy phong thủy, đạo sĩ sử dụng cho đến tận ngày nay. Đây cũng là hai cuốn sách gối đầu giường của những bậc thầy phong thủy nổi tiếng trong việc chọn ngày và dụ sự. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020 Canh Tý, khởi từ ngày 15 tháng 11 dương lịch cho đến ngày 14 tháng 12 dương lịch năm 2020. Tháng 10 Đinh Hợi có Nguyệt Kiến tại Hợi, hai tiết lập đông, tiểu tuyết. Trước lập đông một ngày là tứ tuyệt, sau lập đông tam sát tại Tây, ba phương thân, dậu, tuất, kỵ tù tạo, độc thổ. Để chọn được ngày tốt, đầu tiên ta phải loại trừ những yếu tố xấu ảnh hưởng tới việc chọn ngày. Khi cái xấu không xuất hiện thì cái tốt sẽ tự nhiên có. Theo Ngọc Hạc Thông Thư, tiêu chí chọn ra ngày tốt phải đảm bảo loại ra những ngày xấu như sau. Ngày Nguyệt Phá, trong tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, vậy Nguyệt Phá của tháng này là tất cả những ngày tỵ, bao gồm ngày 8 tháng 10 Kỷ Tỵ, ngày 20 tháng 10 Tân Tỵ. Đây là hai ngày Nguyệt Phá tuyệt đối không dùng vào bất cứ việc gì. Ngày Tam Nương, trong tháng 10 năm 2020 Canh Tý, ngày Tam Nương bao gồm các ngày, ngày 3 tháng 10, ngày Giáp Tý, ngày 7 tháng 10, ngày Mậu Thìn, ngày 13 tháng 10, ngày Giáp Tuất, ngày 18 tháng 10, Kỷ Mão, ngày 22 tháng 10, Quý Mùi, ngày 27 tháng 10, ngày Mậu Tý. Theo quan niệm của dân gian, ngày Tam Nương là ngày xấu cho việc kết hôn, vậy nên ngoài hôn nhân ra thì cũng có thể dùng vào những việc khác được. Những sao tốt sẽ mang lại may mắn. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát, Bính Tý, Nhâm Tý. Trong tháng 10 âm lịch này, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày 15 tháng 10 Bính Tý, là ngày xấu không nên dùng vào việc gì. Ngày Con Nước là ngày đại kỵ không nên dùng. Trong tháng này có hai ngày Con Nước là ngày 11 tháng 10 Nhâm Thân và ngày 25 tháng 10 Bính Tuất. Đây là hai ngày xấu không dùng vào việc gì. Ngày Sát Chủ, trong tháng 10 âm lịch này, tất cả các ngày Dậu đều là ngày Sát Chủ, bao gồm các ngày 12 tháng 10 Quý Dậu và ngày 24 tháng 10 Ất Dậu. Đây là hai ngày xấu nếu dùng ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận của chủ sự, thậm chí còn dẫn đến tai nạn liên miên, tuyệt mạng. Những ngày này nên tránh đi thì hơn. Ngày Thụ Tử, trong tháng 10 âm lịch này, tất cả những ngày thân đều là ngày Thụ Tử. Thụ Tử là lãnh án tử, vậy nên trong quá trình làm việc cũng cần phải tuyệt đối tránh những ngày này. Ngày Thụ Tử trong tháng 10 gồm có ngày 11 tháng 10 ngày Nhâm Thân, ngày 23 tháng 10 ngày Giáp Thân, hai ngày này không dùng cho việc gì. Ngày Dương Công Kỵ, trong tháng 10 này, ngày 23 tháng 10 ngày Giáp Thân cũng là ngày Dương Công Kỵ, đồng thời là ngày Thụ Tử không nên dùng vào việc gì. Sau khi loại bỏ được hết tất cả những ngày xấu này rồi, ta sử dụng Đồng Công Trạch Nhật để tra cứu những ngày tốt còn lại, lựa chọn cho mình những ngày tốt để sử dụng như cưới hỏi, động thổ, nhập trạch, bốc bát hương, lập bàn thờ, ký kết hợp đồng. Mỗi ngày sẽ tốt cho từng việc, tuy nhiên cũng có những ngày đại cát, làm việc gì cũng thuận lợi. Quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi trong nội dung tiếp theo để lựa chọn cho mình một ngày tốt nhé. Đầu tiên, ta xem xét Hợi trong tháng 10 âm lịch này. Ngày Hợi trực kiến bao gồm các ngày 2 tháng 10 ngày Quý Hợi,
ngày nay bất lợi khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, an táng, dùng nó thì bị chiếu quan tư, tổn thất gia trường. Ngày 14 tháng 10 Ất Hợi chỉ nên làm những việc nhỏ. Ngày 26 tháng 10 Đinh Hợi nói chung là ngày không được tốt. Vậy chỉ có ngày 14 tháng 10 Ất Hợi là được các thứ cát, làm việc nhỏ, các ngày hợi khác không nên dùng. Tiếp theo là đến ngày Tý. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Tý trực trừ bao gồm những ngày mùng 3 tháng 10 Giáp Tý là không bị chuyển giáp vì có thiên xá nên dùng được tiểu cát. Ngày 15 tháng 10 Bính Tý và ngày 27 tháng 10 Mậu Tý là ngày tuy được ngũ hành vượng tướng nhưng lại là chỗ khởi đầu giao giới của hai mùa thu và đông nên chuyển sang sát tinh xấu, có thể gây ra thương tích, không nên dùng. Vậy trong những ngày Tý trong tháng 10 chỉ có ngày mùng 3 tháng 10 Giáp Tý là dùng được nhưng lại bị phạm vào ngày Tam Nương nên cũng hết sức lưu ý, ngày này cấm kỵ cưỡi hỏi. Những ngày Tý khác đều không được dùng. Tiếp đến là ngày Sửu. Ngày Sửu trực mãn, có thiên phú, thiên thành, thiên tặc. Trong tháng 10 âm lịch này, ngày Sửu có ngày mùng 4 tháng 10 Ất Sửu là ngày xấu không nên dùng. Ngày 16 tháng 10 Đinh Sửu là bị sát tập nhập trung cung, bất lợi cho việc khởi tạo, giá thú, kỵ tổ chức ca nhạc, ồn ào hay chiêng trống om sòm, làm kinh động tới thần sát, gây tổn hại tới người và súc vật. Ngày Cử Sửu ngày 28 tháng 10 cũng không nên dùng, chỉ có thể làm động tác và mộ cung tế. Phàm hệ kim nhập vào cung Sửu, ngũ hành vô khí lại bị phạm thiên tặc, nguyệt yểm trở thành hung hiểm. Vậy ngày Sửu tháng 10 không có ngày nào dùng được, các bạn hãy lưu ý. Xét đến ngày Dần tháng 10, ngày Dần trực bình, có thiên phú, thiên thành lại đến châu tinh nên việc đến cửa quan thì tan biến. Trong ngày tháng 10, ngày Dần có ngày mùng 5 tháng 10 Bính Dần là ngày xấu, ngày 17 tháng 10 Mậu Dần cũng không tốt, ngày 29 tháng 10 Canh Dần ngày thứ cát. Làm những việc nhỏ thì khá tốt, không nên làm những việc lớn. Vậy chung quy những ngày Dần trong tháng 10 chỉ có ngày 29 tháng 10 là thứ cát, làm được những việc nhỏ. Nhưng ngày này kỵ tuổi Thân, vậy nên những người tuổi Thân nên mưu sự không nên dùng ngày này. Tiếp theo là ngày Mão. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Mão trực định. Tháng 10 âm lịch ngày Mão có ngày mùng 6 tháng 10 Đinh Mão là ngày thứ cát, dùng được các việc nhỏ thì tốt, tránh làm những việc lớn. Ngày 18 tháng 10 Kỷ Mão và ngày 30 tháng 10 Tân Mão nên động thổ, hưng công, đặt táng cột, gác đòn rông, giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương, dùng được thì sao tốt chiếu, là ngày đại cát. Vậy trong tháng 10 âm lịch này, các ngày Mão đều tốt, tốt nhất là có ngày 18 Kỷ Mão và ngày 30 tháng 10 Tân Mão, dùng những ngày này thì chẳng sự lợi, các bạn nên lưu ý khi dùng. Ngoài ra, ngày Mão kỵ tuổi Dậu nên những người tuổi Dậu không nên dùng ngày này. Ngày Kỷ Mão bị phạm ngày Tam Nương, mặc dù đại cát nhưng kỵ việc cưới hỏi. Ngoài ra những việc khác thì đại cát may mắn. Tiếp đến là ngày Thìn. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Thìn trực chấp. Có những ngày mùng 7 tháng 10, Mậu Thìn thì sắp nhập tập trung cung, sinh ra tài họa liên miên, đại hung. Ngày 19 tháng 10 Canh Thìn trong tháng 10 tuy không phải là ngày hung bại nhưng cuối cùng cũng vẫn xấu. Vậy trong tháng 10, ngày Thìn là ngày không tốt, các bạn không nên dùng vào bất cứ việc gì. Tiếp theo là ngày Tỵ. Trong tháng 10 âm lịch này, ngày Tỵ trực phá, có tiểu hồng sa lại bị phạm châu tước, cầu giảo cho nên mọi việc chẳng nên làm. Có ngày mùng 8 tháng 10 Kỷ Tỵ rất xấu, không nên dùng. Ngày 20 tháng 10 Tân Tỵ cũng như vậy, phạm tránh tứ phế, rất xấu. Phạm thì dù uy danh dữ dội cũng sẽ bị tiêu tan, nạn xấu xảy đến, hao tổn tiền bạc. Vậy ngày Tỵ trong tháng 10 không nên dùng vào việc gì? Sau đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ phân tích về những ngày ngọ trong tháng 10 âm lịch. Trong những ngày này, ngày ngọ trực nguy, có huỳnh gia, có ngày mùng 9 tháng 10 canh ngọ, dùng được thì thứ cát. Ngày này các bạn nên làm những việc nhỏ, tránh động thổ, khai trương, cưới hỏi ầm ĩ. Ngày 21 tháng 10 nhâm ngọ cũng được thứ cát. Tuy nhiên, hai ngày ngọ này phạm sát chủ nên các bạn không thực sự cần thiết cũng không nên dùng, kẻo gặp điềm không may. Tiếp đến là ngày Mùi. Trong tháng 10, ngày Mùi trực thành, được tam hợp với Nguyệt Kiến, tháng 10 này có ngày mùng 10 tháng 10 Tân Mùi, dùng vào việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày 22 tháng 10 Quý Mùi
thì có hỏa tinh lại được thủy nhập tần châu, lại thêm các cát tinh huỳnh la, tử đàn, kim ngân, liên châu, các cát tinh đồng chiếu nên khởi tạo giá thú, lễ hỏi, lễ đi hỏi vợ, xuất hành, gặp quý nhân, gia trạch được hưng vượng, an ổn lâu dài. Dùng ngày này trong vòng 100 ngày tăng điền địa, tấn nhân khẩu, sinh con quý, đại vượng là ngày đại cát nên dùng vào mọi việc, trừ việc cưới hỏi vì đây là ngày tam nương, nếu tiến hành cưới hỏi hôn lễ thì không nên chọn ngày này. Tiếp đến là ngày thân, trong tháng 10 này, ngày thân trực thâu, có ngày 11 tháng 10 nhâm thân, phạm đáo châu tinh, dùng ngày này chiêu quan tư, tổn thất nhân khẩu, xấu không nên dùng. Duy vào ngày 23 tháng 10, giáp thân thì được chính là ngày nước trong, là lúc thủy thổ trường xanh ở thân, lợi về an táng, giá thú, xuất hành, nhập trạch, động thổ, khai trương, khởi tạo, kinh doanh. Trong vòng 1 năm hay giáp năm thì quý nhân tự đến giúp đỡ, mọi việc tọa ý muốn. Vậy nên các ngày thân trong tháng 10 chỉ có ngày giáp thân là ngày 23 tháng 10 là dùng vào mọi việc được đại cát. Xét đến ngày Dậu của tháng 10 này, ngày Dậu trực khai là ngày 12 tháng 10 Quý Dậu, làm mọi việc được thứ cát. Ngày 24 tháng 10 Ất Dậu có thiên đức là ngày chôn cất tốt. Ngày này cũng có thể đi hỏi vợ, về nhà mới, xây dựng nhà cửa, khai trương rất tốt. Ngày này chủ về tăng dụng vương, thăng chức quan, nhà cửa phát triển, người ăn kẻ ở có nghĩa, trung thành với mình, mọi việc thuận lợi vừa ý là ngày đại cát. Cuối cùng là ngày Tuất trong tháng 10 này, ngày Tuất trực bế, có hỏa tinh, ngày 13 tháng 10 giáp Tuất có nguyệt đức nên dùng vào việc hôn nhân, khai trương xuất hành, nhưng bất lợi về khởi tạo, động thổ, mai táng, rời chỗ ở. Ngày 25 tháng 10 Bính Tuất dùng thì chẳng sự bất lợi, là ngày xấu không nên dùng. Vậy trong tháng 10, ngày Tuất chỉ có ngày 13 tháng 10 là ngày đại cát cho việc hôn nhân, khai trương, xuất hành. Nếu làm ba việc này thì sẽ mọi việc thuận lợi. Vì phạm vào ngày tam nương nên cũng hạn chế lấy ngày này để thực hiện việc hôn nhân, cưới hỏi, giá thú. Nếu làm những việc này thì sẽ không tốt về sau. Ở nội dung trên đây, Tinh Phong Thủy Lộc Tài đã phân tích về những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 Canh Tý. Quý vị và các bạn có thể áp dụng những ngày này để dụng việc. Khi đó mọi việc sẽ được hành thông thuận lợi hơn. Để tiện cho quý vị theo dõi, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ tổng hợp lại những ngày tốt trong tháng 10 như sau. Ngày Đinh Mão, ngày 6 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 20 tháng 11, tiểu cát dùng cho các việc nhỏ. Ngày Tân Mùi, ngày 10 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 24 tháng 11, tiểu cát. Ngày Quý Dậu, 12 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 26 tháng 11, tiểu cát. Ngày Giáp Tuất, 13 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 27 tháng 11, tiểu cát. Ngày này kỵ mai táng chuyển nhà. Ngày Ất Hợi, 14 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 28 tháng 11, tiểu cát. Ngày Kỷ Mão, 18 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 2 tháng 12, là ngày đại cát cho mọi việc, kiêng kỵ không nên cưới hỏi trong ngày này. Ngày Quý Mùi, ngày 22 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 6 tháng 12, là ngày đại cát cho mọi việc. Ngày Giáp Thân, ngày 23 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 7 tháng 12, là ngày đại cát cho mọi việc. Ngày Ất Dậu, ngày 24 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 8 tháng 12, là ngày đại cát. Ngày Canh Dần, ngày 29 tháng 10 âm lịch, dương lịch là ngày 13 tháng 12, là ngày tiểu cát. Và cuối cùng là ngày Tân Mão, ngày 30 tháng 10, dương lịch là ngày 14 tháng 12, là ngày đại cát. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Phong Thủy Lộc Tài để theo dõi những kiến thức phong thủy, tử vi ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh. Thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình kính chúc quý vị và các bạn có một ngày đầy tốt lành và may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.